Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại xã Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn để điều tra về hành vi giết người. Vào sáng ngày 29 tháng 6, do ghen tuông, nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông cùng trú tại xã Thái Thịnh, giữa Trần Văn Dương và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Dương ra tay đánh vợ bị thương rồi tiếp tục mang dao đi tìm tình địch để trả thù. Dương đến nhà người đó, dùng dao chém một người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng, rồi tiếp tục đến nhà một người đàn ông khác cùng xã, nghi ngờ cũng có quan hệ tình cảm với vợ mình, dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Dương lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an xã Thái Thịnh nhanh chóng khống chế bắt giữ, thu giữ hung khí và phương tiện gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới sai phạm xảy ra tại Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An. 3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Lam, nguyên giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An, Phan Hồng Sơn, kế toán trưởng trung tâm và Nguyễn Bá Ngọc, giám đốc công ty cổ phần xây dựng 268 Hưng Nguyên. Theo đó, quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Nghệ An xác định, vào năm 2021, bà Nguyễn Thị Lam đã cấu kết với Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn thực hiện lập khống hồ sơ đấu thầu, hồ sơ mua sắm và hồ sơ thanh toán gói thầu mua sắm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người có công để rút tiền ngân sách nhà nước trái quy định nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra mở rộng đối với vi phạm các gói thầu còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga trú tại thành phố Dĩ An để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga có nghề nghiệp là luật sư. Tháng 10 năm 2022, Nga có ký hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho nạn nhân tham gia giải quyết vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất với chi phí là 250 triệu đồng. Trong quá trình làm đại diện, Nga đã nhiều lần đưa thông tin gian dối, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Do tin tưởng nên nạn nhân đã giao tổng số tiền là 561 triệu đồng cho Nga. Do kết quả trong bản án không được như cam kết nên bị hại đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin, yêu cầu trả lại tiền nhưng Nga không trả. Sau khi biết bị hại gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thì Nga mới chuyển lại số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của bị hại. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Trà Vinh. Vào chiều và tối ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với công an địa phương tiến hành khám xét nhà thuê của Nguyễn Thị Thúy Vân, 56 tuổi, có địa chỉ tại số 167 Nam Me, ấp 12 xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 4 túi nhựa, bên trong có chứa 471 viên nén màu xanh và 14 túi nhựa, bên trong có chứa 604,9607 gram tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, tại một quán ăn trên địa bàn khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, Công an thành phố Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Vân đang tàng trữ 3 túi ni lông màu trắng nghi là ma túy nên tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật, tiếp tục khám xét các túi đồ trên người và trên xe ô tô. Lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 2 túi ni lông màu trắng và nhiều tài liệu đồ vật khác có liên quan. Tổng khối lượng của các túi ni lông nêu trên là 512,64 gram. Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để xử lý 28 trường hợp dương tính với chất ma túy trong một quán bar. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán bar Astro ở số 21 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua kiểm đếm, có 83 khách đang vui chơi tại quán. Tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện 28 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 25 trường hợp ngồi tại 4 bàn của quán có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại các bàn, thu giữ nhiều loại, 3 bình khí cười cùng một số vật chứng khác có liên quan và hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Cùng với các địa phương khác trong cả nước, trong tháng 6 năm 2024, tháng hành động phòng chống ma túy, Công an tỉnh Cà Mau đã kết hợp chặt chẽ cùng các đơn vị có liên quan, tổ chức bắt giữ các đối tượng mua bán tàng trữ ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan, kiểm tra phát hiện nhiều thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, club. Thực tế cho thấy là các đối tượng có liên quan đến những hành vi trên có xu hướng trẻ hóa và ngày càng phức tạp hơn. Rạng sáng ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ và Công an huyện Cái Nước đã kiểm tra và bắt quả tang Lai Minh Tiến, chú tỉnh Đồng Tháp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hai túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng dạng rắn, nghi vấn là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 500 gram. Kiểm tra trên người Tiến, lực lượng nhiệm vụ còn phát hiện một số tang vật khác có liên quan. Khai thác nhanh, Tiến thừa nhận số tang vật trên là ma túy đá đang được Tiến vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh mang về Cà Mau để bán cho đối tượng khác. Khi đến đoạn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang. Ngày 16 tháng 9, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công an thành phố Cà Mau tiếp tục bắt quả tang Trần Bảo Bảo, trú phường 6, thành phố Cà Mau về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại căn nhà thuê, tạm giữ 50 viên nén màu xám, 2 bịch ni lông có chứa ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng một số tang vật khác có liên quan. Các vụ mua bán ma túy trước đây thì chủ yếu là các đối tượng từ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chuyển ma túy về Cà Mau. Nhưng hiện nay thì có những địa bàn lân cận như địa bàn An Giang, Kiên Giang cũng vận chuyển ma túy về địa bàn thành phố Cà Mau để tiêu thụ. Không những bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Cà Mau còn phát hiện hàng chục đối tượng, trong đó có cả nam nữ đang bay lắc tại các nhà nghỉ, câu lạc bộ giải trí. Điển hình thông qua công tác kiểm tra Gold Club thuộc khóm 3, phường 9, thành phố Cà Mau, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau kết hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện 20 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 5 nữ. Qua điều tra ban đầu, lực lượng đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã phát hiện 15 vụ liên quan tới 21 đối tượng. Thông qua các vụ án, có thể thấy tình hình ma túy hiện nay vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy, lực lượng công an trong toàn tỉnh phải nỗ lực quyết tâm, phối kết hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các biện pháp. Chúng tôi chỉ đạo tổng rà soát các đối tượng ma túy nằm trong diện, gồm có đối tượng nghiện và đối tượng sử dụng ma túy, để rồi là mời gọi hỏi thử test để quản lý lập hồ sơ. Những đối tượng đủ điều kiện đưa đi cai nghiện bắt buộc thì chúng tôi chỉ đạo khẩn trương hoàn thành hồ sơ để rồi là thông qua ra quyết định đưa những đối tượng này đi cai nghiện bắt buộc. Đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và đối tượng sử dụng ma túy mà có tồn tại trên địa bàn thì nó sẽ diễn ra về cái phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là từ các đối tượng từ nơi khác đến hoặc đối tượng sử dụng ma túy thì ngoài sử dụng ma túy ra nó tụ tập lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án tiền sự sẽ về địa bàn và sau đó là gây rối mất an ninh trật tự và trộm cắp tài sản, làm mất tình hình an ninh trật tự, như bà con là rất ủng hộ và mình xử lý được cái điều đó thì bà con rất là an tâm và phấn khởi. Với những kết quả hết sức khả quan đạt được trong công tác đấu tranh triệt xóa tội phạm ma túy từ đầu năm 2024 đến nay, đặc biệt là trong tháng hành động phòng chống ma túy, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả phát sinh các loại tội phạm khác. Tuy nhiên, tội phạm về hành vi vi phạm ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, các cấp chính quyền và người dân cùng chung tay phối hợp ngăn chặn với loại tội phạm nguy hiểm này, giữ vững sự bình yên cho mỗi gia đình và xã hội. Vâng, thưa quý vị, trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, thời gian vừa qua hoạt động của tội phạm về ma túy có xu hướng hoạt động với những thủ đoạn tinh vi hơn. Để tiếp tục ngăn chặn kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy, nhất là khu vực vùng cao biên giới, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác phối hợp, triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của truyền hình Công an Nhân dân tại huyện vùng cao biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La. 28 vụ,
48 đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ, thu giữ 34,744 gam heroin, 30.299 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 2.963,256 gam, 6 xe máy, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan khác đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đấu tranh triệt phá trong tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy trên địa bàn vùng cao biên giới Sông Mã. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống tội phạm kiểm soát ma túy của Ủy ban huyện và Công an huyện đã lên kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy và hạn chế đẩy lùi tệ nạn ma túy, thì Công an huyện đã kiên quyết chỉ đạo tất cả các lực lượng từ các đội nghiệp vụ, đặc biệt là đội điều tra tội phạm về ma túy và công an các xã, nhất là các xã biên giới, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt để với các đối tượng hoạt động về tội phạm ma túy và các đối tượng nghiện và các đối tượng liên quan đến tệ nạn ma túy ở khu vực giáp biên. Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là một huyện vùng cao với hơn 43 km tiếp giáp với hai huyện của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn giáp biên diễn biến phức tạp. Ma túy được các đối tượng phía ngoại biên vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào, sau đó móc nối với các đối tượng mua bán ma túy ở nội biên để hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện bắt giữ 196 vụ, 269 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó phát hiện và bắt giữ tại địa bàn biên giới 34 vụ, 48 đối tượng, thu giữ hơn 7 kg heroin, 117.465 viên ma túy tổng hợp, gần 2 kg ketamine, hơn 2 kg ma túy đá, 30 điện thoại di động, 49 xe máy và gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Địa bàn có nhiều những cái cung đường như vậy thì đối với lực lượng mỏng như thế thì thực hiện cái việc đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới gặp rất là nhiều khó khăn. Bên cạnh đấy thì lãnh đạo công an huyện rồi đội cảnh sát phòng chống ma túy thường xuyên quan tâm đến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, rồi hoàn cảnh tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ để giải quyết làm sao nó hợp tình theo đúng chế độ chính sách để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và phục vụ tốt cái công tác phòng chống ma túy của huyện trong cái thời gian vừa qua. Bằng tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Sông Mã phối hợp với các lực lượng chức năng đã ngăn chặn hiệu quả tội phạm mua bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày hôm qua, lực lượng công an tỉnh Bình Phước tiến hành kiểm tra quán bar nhà hàng Hùng Vương tại tổ 4 phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài đã phát hiện 42 người dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar có trên 60 người đang bay lắc trong tiếng nhạc công suất lớn. Lực lượng công an bắt quả tang 31 đối tượng đang mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 5 bàn khách. Đồng thời test ma túy phát hiện 11 đối tượng là nhân viên quản lý quán bar dương tính với chất ma túy. Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều chất bột màu trắng, dung dịch nước trong ly thủy tinh có màu đỏ tía, cùng nhiều đồ vật dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng thừa nhận những chất trên là ma túy dạng thuốc lắc, ketamin và nước vui. Ngoài ra còn thu giữ thêm 2 bình khí cười và bóng cười trong quán bar này. Lực lượng công an đã xác định có một số đối tượng thực hiện hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, triệu tập về trụ sở công an thành phố để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật. Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Linh Bôn về hành vi tổ chức đánh bạc, Phạm Ngọc Cương và Nguyễn Văn Phú về hành vi đánh bạc, cả ba cùng trú tại tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 15 tháng 6 cho đến khi bị phát hiện, thì các đối tượng đã tham gia cá cược nhiều trận đấu với tổng số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động các loại và nhiều loại tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Thưa quý vị, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra hết sức sôi động, thu hút đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới và Việt Nam. Và đây cũng là điều kiện để tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp, nhất là hoạt động cá độ trên không gian mạng. Loại hình tội phạm đánh bạc này còn là nguyên nhân nảy sinh ra nhiều loại tội phạm khác, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.
Trước cả khi mùa giải bóng đá Euro 2024 diễn ra, qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau như www.viva6889.com, www.sporty88.com. Hoạt động kín kẽ và vô cùng tinh vi của đường dây này đặt ra nhiều khó khăn cho các trinh sát an ninh mạng. Các đối tượng này theo các hình thức kim tự tháp, từ trên xuống dưới chia làm nhiều nhánh, phân ra nhiều đầu để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với công an quận Hải Châu phát hiện một nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi liên quan đến công nghệ để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Thông tin được đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu nắm bắt và tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi. Ngày 20 tháng 6, Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng chia thành 10 tổ công tác tiến hành bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, Trần Đình Bá, cùng chú tại quận Hải Châu và Đoàn Trọng, chú tại quận Sơn Trà và 12 đối tượng liên quan. Được nhà cái cung cấp đầu mạng và hạn mức 3 triệu đô la Mỹ, hơn 60 tỷ đồng mỗi tháng, ba đối tượng trên đã phân bổ, chia tài khoản do nhà cái cung cấp với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý để tổ chức lôi kéo nhiều người tham gia cá độ. Hồi trước cũng có chơi cá cược bóng đá, nên khi gặp anh có anh một người ở tại quán cà phê, thế tôi có hỏi là anh đưa. Tôi bắt đầu tôi tham gia các cược bóng đá là hành vi sai trái với pháp luật, do sự ham muốn về cái lợi nhuận nên tôi đã tham gia vào tổ chức các cược bóng đá. Qua điều tra, cơ quan công an xác định mỗi tháng các tài khoản đạt doanh thu khoảng 8 triệu đô la Mỹ, hơn 160 tỷ đồng. Ghi nhận trên tài khoản của các đối tượng có khoảng 83.000 lượt cá cược, tổng giá trị giao dịch của trang mạng dùng để tổ chức đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 230 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di động, hơn 15.000 trang tài liệu liên quan cùng nhiều sổ tiết kiệm. Qua công tác nắm tình hình cũng như là rà soát các đối tượng có biểu hiện hoạt động cá độ bóng đá qua mạng, và chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, theo dõi, giám sát và sẽ có những biện pháp đấu tranh để tiếp tục làm rõ những đối tượng tiếp theo. Qua chuyên án trên, mỗi người dân cần nhận thức đầy đủ giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao vua, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá thì cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận giải quyết. Mạo danh cán bộ trường sĩ quan lục quân để lừa đảo hàng chục người, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Phan Tấn Hiệp, 30 tuổi và Trần Anh Duy, 19 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã bị công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6, công an huyện Ea Súp tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc bị nhóm đối tượng giả danh là cán bộ trường sĩ quan lục quân 2 lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Ea Súp đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra. Đến ngày 27 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng trực tiếp tham gia vụ lừa đảo trên là Hiệp và Duy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi vào mạng xã hội và biết được người phụ nữ trên có con đang theo học tại trường sĩ quan lục quân 2 ở tỉnh Đồng Nai. Sau đó, các đối tượng đã liên lạc và đưa ra thông tin gian dối về việc con trai bà đang bị tạm giam vì vi phạm kỷ luật của nhà trường. Đồng thời, nhóm này mạo danh cán bộ của trường sĩ quan lục quân 2, buộc nạn nhân phải chuyển gấp một số tiền để lo lót xử lý việc cho con trai. Vì tin lời nên người phụ nữ đã chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa hơn 10 người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.